Đoạn clip lưu lại cốt truyện vụ tai nạn đang hấp dẫn sự lưu ý trên mạng làng hội. Cậu bé khoảng 6-7 tuổi không làm chủ tốc độ khi xuống dốc đã lao thẳng vào chiếc xe khách đang di chuyển trên đường. May mắn là chiếc xe khách chỉ chèn qua chiếc xe đạp còn cậu bé văng ra ngoài. Sau pha va chạm, cậu bé bị chảy máu ở đầu gối, chân không đứng vững. Cuối clip, tài xế xe khách và người dân xung quanh đang tìm cách sơ cứu cho cậu bé. Lao xuống dốc không phanh, cậu bé suýt bị xe khách chèn lên người. Nhiều người tỏ ra hãi hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhiều người cho rằng không chỉ cậu bé mà tài xế xe tải cũng may mắn tránh được cảnh găng da trong trường hợp này.